Thấy cả mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nhá, và mình là Chôn Pháo Hoa chào chào cả mọi người. Hôm nay đang đi quay video pháo đang ở ruộng anh, nhưng mà Trung Quốc này không ngờ người ta cũng căng lưới này. Mọi người này. Nó đến ăn có chim, có chim sâu này, con cú mèo này này. Nhưng mà nó đang bị mắc kẹt đây này. Mọi người thấy chưa? Cứng chưa? Cứng chết thối rồi. Con này chết chết chắc chết lâu lắm rồi, con này bây mang về nhà trưng bày luôn này mọi người. Mọi người nhìn cái mặt của nó này. Rất là cú mèo đâu quá. Từ. Ui mẹ, mắt còn có giòi đây này. Kinh nhỉ. Con này khả năng mắc khá lâu rồi. Đây, mình sẽ gỡ xé đứa xuống nha. Không thì có con chim nào nó mắc nữa lại. Nó mắc lưới thì đúng rồi, khổ thân nó. Đấy, mình sẽ xé hết xuống để cho nó. Để cho không có con chim nào bị chết oan nữa nhá. Đấy. Kỳ quá, con cú mèo này nếu mà nó còn sống thì mình cũng sẽ gỡ nó ra và mang về ăn thôi mọi người ạ. Mình thấy tội nghiệp quá. Thôi đi con đi ăn trước. Thương, mình rất là thương động vật luôn. No, Không có dao đâu, để ta chặt đốt chè, đốt chơi kìa. Để phòng nó sáng nhau mình. Đây, đây xem có cái dao không kìa. Đâu, đây một quả đi, ăn đây xong có xe co rồi, mới bắn cá đi à. Chấm cái dây để buộc cái súng mày em, tắt cơ. Đây là bây giờ cầm đi bắn cá nha. Mọi người. Đi tìm không có cái tổ chuột nào thì bọn mình lại đi bắn cá đây bây giờ. Để ra đây cắt chơi. Ừ. Hai pháo thì nó đủ nhỉ. Đi bắn cá rồi nhỉ. Đây. Ba mìn này. Có mấy quả mọi người đây. Sao chói thế? Cũng quay cho bên này lại này. Nắng quá chói. Nắng chiếu lung linh bông hoa vàng, trong tia nắng ngoài trong nắng mùa xuân. Tăng 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 tăng. Chú bác anh à. Rồi, rồi đi bắn cá nhỉ. Đây có thằng đi bắn cá với tao. Đi đi đi, đi bắn cá đi nhỉ. Anh đạt rồi. Phải không? Là phải đi đi kiếm đoạn dây rừng coi. Tắt cơ. Kiếm đoạn dây rừng coi. Lấy dây quần không? Dây rừng đấy mọi người ạ. Có thế này. Đây.
sợ nó mục ấy. Mục quá. Bây giờ sẽ sống ấy. Người xuống nào tắc ơi. À. Tôi bảo được gì? Viên. Tôi có làm dây ấy. Này buộc. Sao mà chậm thông minh thế nhỉ? Đấy, mở cái mắt. Cái nào chưa mù thế? Cái này mù chết rồi. Để ở máy A mày dựng đây đấy, không thấy đây là tao không tin nữa. Không tin rồi, không phải tin thôi. Cái gì đây nhỉ? Ừ, nhà. Đây là cái cúp mẹ gì cả. À, đi bắt cá tiếp bởi vì không có gì phá hủy mọi người. Hả? Phá nhà có được không? Chưa. Nào. Mà lại trồng cái nào đâu vậy? Mắt này ok mọi người nhỉ. Không chắc. Rồi lấy đi tìm thêm cái gì nữa. Đấy, thấy chưa? Đấy. Thôi. Đây dây rồi, mẹ á. Sao bị thả, có cái lồng này, ai lấy rồi vậy? Đây có ốc không? Mấy mình sẽ bắn đi nhá. Bắn đi khi có nào nữa nhỉ? Nhìn Ok nhá. Nói nhá. Nghiên rồi. Nói. Được. Được. Bập phát. Nó yếu nhỉ? Cái đợt pháo mình làm nó đổ yếu lắm mọi người ạ. Chắc là bọn Trung Quốc này nó lừa mình rồi, khả năng nó thấy nó biết là mình là người Việt Nam cho nên nó lừa đảo mình rồi. Nó lừa mình, nó bán nó thuốc đều rồi. Không chết gì luôn, hên nước sâu quá. Mẹ như bắn rắm này mà nó chết nữa. Cái này chỉ bằng pháo bông Việt Nam thôi. Đéo chết. Bắn quả chết sao? Đây, quả này thử bắn bắn ở chỗ này nhỉ? Vứt từ núng đông xem. Vứt từ ngay chỗ thang xem như nào nhá. Không cần sâu đâu. Đéo xịt. Xem như nào nhá. Ôi xem bên trong này đây, đều quá nhỉ. Nhưng mà có sao, vui là được, vui là chính đúng không? Nhưng mà có vui không? Vui không? Vui. Tôi chào mọi người nhá, chào mọi người clip tiếp theo nhá.